Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và như cái tiêu đề thì chúng ta trở lại gặp nhau trong số podcast ngày hôm nay. Và chúng ta có thể thấy tiêu đề ghi chữ Zulugip. Và đương nhiên chúng ta có một khách mời, tại vì không phải thương hiệu nào mình cũng biết nhiều. Và ngày hôm nay thì chúng ta có Đức ở đây. Tìm hiểu qua một chút về Đức nhỉ. Hello, xin chào các bạn. Mình tên là Nguyễn Trung Đức. Và hiện nay thì mình đang là giáo viên dạy tiếng Anh ở Hà Nội. Mình thì bắt đầu chơi nước hoa từ năm 2020. Và đến năm 2022 thì may mắn là có quen được anh Kiên. Thì rất là vui và vinh dự để có thể góp mặt trong podcast của anh Kiên về Zoologist ngày hôm nay. Nghe tiếng Anh nó cũng khác bọt với tôi anh em ạ. Nên là thôi, cái vấn đề về ngoại ngữ thì coi như may làm cái kênh về nước hoa thôi nhá. Đỡ nặng nề ngoại ngữ hôm trước bị góp ý kinh quá. Rồi, và như tiêu đề thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút về những cái thói quen, những cái bước đầu khi mà Đức tìm hiểu về nước hoa. Cùng nhau bắt đầu nhá. Ok, thì theo như cái chia sẻ của Đức cũng vậy, đó là em bảo là em tìm đến và biết tới nước hoa từ năm 2020 đúng không? Dạ vâng, đúng rồi. Thì khi mà mình biết đến nước hoa như vậy thì cái mục đích của mình mua nước hoa để làm gì? Thực ra thì em sẽ khá là giống mọi người, bởi vì là mua nước hoa thì thường sẽ là ban đầu sẽ là để mình đi những cái sự kiện quan trọng. Khi mà mình phải gặp những đối tác hay là những cái người mà mình muốn gây ấn tượng cho họ thì mình sẽ muốn là có một cái mùi hương nào đó có thể nói lên được tính cách của mình và có thể làm cho mình trở nên professional hơn, chuyên nghiệp hơn một chút. Thì đấy là ý định ban đầu của em là như vậy. Thế nhưng mà sau đó thì 2020 khi em bắt đầu mua nước hoa thì dịch ập đến. Em cũng không gặp được ai cả, tất cả mọi người đều ở trong nhà. Và từ đó thì em bắt đầu chuyển hướng việc là mua nước hoa không phải là để người khác ngửi và người khác appreciate cái đấy, mà để bản thân mình có thể tự thưởng thức nước hoa, tự thưởng thức mùi hương của bản thân mình. Từ từ nhé, có một cái mà anh rất là thắc mắc ở cái thời điểm đầu. Nghĩa là ví dụ như tiêu đề ngày hôm nay nó là Zulugip đúng không? Vâng. Nhưng mà để mà một người bình thường đến cái giai đoạn này nó phải mất một cái thời gian rất là dài. Nhưng mà đây là cứ câu chuyện từ 2020 và đến bây giờ là 2023. Vâng. Thì cái bộ sưu tập cũng đã khoảng tầm hơn chục chai rồi. Thì anh muốn hỏi một chút sâu hơn về cái ban đầu của Đức, đó là mới đầu em có một cái suy nghĩ rằng là em sẽ dùng mùi hương để đi gọi là gây ấn tượng, hay là kiểu theo như mà những người bán hàng hay trên mạng ấy, người ta bảo là để lừa anh nọ thịt em kia. Thì ban đầu có bị như thế không? Thực ra thì ban đầu thực ra là có đấy. Bởi vì là em có xem một số những cái video ở trên YouTube, có thể là của ban đầu có cả của anh Kiên và cả một số bạn nữa. Thì với một cái video đấy thì rất là có những cái hay, có cái tiêu đề là nước hoa làm cho các cô gái và các chàng trai sẽ sẵn sàng ngủ với bạn. Đó, nghe rất là kêu đúng không ạ? Thì là hồi đấy là em mua cái chai đầu tiên em mua, đó là chai Jazz Club. Chai Jazz Club là một chai mà chắc chắn là tất cả những anh em mà chơi nước hoa và mọi người đã lên trên YouTube và xem YouTube cái khoảng thời gian từ năm 2020 chắc chắn là sẽ biết chai này. Và chai này là chai mà tất cả mọi người đều khen, bảo là ôi bạn vào bar rồi bạn xịt chai này, tất cả các em đều vào để có thể gọi là làm quen. Thế vâng. Thế sau khi có chai nước hoa đấy thì cảm nhận như thế nào? Và sau khi em mua chai nước hoa đó, đó là đợt sinh nhật của em, là để em có thể tự thưởng bản thân, là cuối năm 2019. Thì hồi đấy em chưa tính là em chơi nước hoa đâu, em chỉ coi như em mua một chai để em xịt, thi thoảng em xịt thôi. Và chai đó em xịt được đúng 2 lần. Chai đó em xịt đúng 2 lần là em dừng luôn, em không xịt chai đấy nữa. Lý do thì không phải là do là chai đấy nó tệ, mùi nó rất là hay, rất là tốt. Chỉ đơn giản là xịt lên người em chắc được một tiếng thì bay hết mùi. Như vậy là hiệu năng. Vâng. Nó không ăn thua. Vâng. Thế thì làm sao mà mình để mình biết tới những cái thương hiệu cao cấp hơn? Mình có tham gia hay là kiểu tự cái do cái tính cách của mình là một người kiểu thích tìm hiểu những cái mới, hay là gì mà lại khiến cho mình biết đến Du? Thực ra thì bản thân về nước hoa thì mọi người biết là ở thị trường nước hoa Việt Nam thì sẽ chỉ có một số những cái cửa hàng rất là nổi tiếng và người ta xây dựng cái website rất là đồ sộ về hệ thống nước hoa. Thì với một người chơi nước hoa ban đầu thì em sẽ luôn luôn lên đó em tìm xem là những chai nước hoa nào mà đang được săn đón.
Là một này. Thứ hai là xem là những cái concept của nước hoa, xem có những cái concept nào nó hơi lạ lạ một chút, bởi vì lúc này là mình muốn xịt để mình ngửi rồi. Đó. Mà sau đó là em lên trên em lên trên mạng á, em search một cái từ đó là nước hoa bám tỏa lâu. Bởi vì Chaya Slap bán tỏa chán quá. Ok. Thì trong đó thì em nhìn thấy có một cái bài post trên Instagram của bên Da Perfumery, không biết là có được nói tên. Có. Được nói tên hay không? Bên Da Perfumery có nói về hai chai. Đó là chai về T-Rex và chai Rhinoceros. Em quên mất cái từ phát âm của cái từ đấy rồi. Con rhino là con tê giác ấy. Thì sau đó là em quyết định là bây giờ ôi nhìn nghe có vẻ hay mà concept khá là hay, thì em muốn đến để em thử xem là như thế nào. Và hơn nữa là có một động lực nữa mà em rất là yêu thích về những chai nước hoa của zoologist, đó là các loài thú. Bởi vì bản chất là em học chuyên ngành về life science and biotechnology, tức là ngành công nghệ sinh học và khoa học cuộc sống. Thì trong đó là em học khá là nhiều về các loài động vật. Đó. Thế nên đấy là lý do tại sao mà sau một khoảng thời gian là em tìm hiểu này, cũng như là em đọc bài, và em lần đầu tiên em đi vào một cửa hàng nước hoa, chính là cửa hàng nước hoa của Da Perfumery. Từ hồi mà các bạn còn chưa nhìn thấy ở trên Bà Triệu to đùng cơ, mà là còn một cái cửa hàng bé Trần Nhân Tông, cũ ở Trần Nhân Tông. Thì nhá, có một cái có vẻ như là cái thời điểm mà cái con đường, cái việc mà em bước vào thế giới nước hoa và tìm đến Du, nó như kiểu là tất tần tật nó vào đúng cái thời điểm với nhau ấy. Vâng. Đúng nhá. Thứ nhất là mới bắt đầu nước hoa, vâng. Xong rồi dịch. Vâng. Thế xong rồi có một cái là mình cũng có cái khả năng tìm hiểu sớt ở trên thị trường tốt. Vâng, đúng. Thế xong rồi bập vào đúng ra. Vâng. Và lại đúng cái nhà mà cái mà mình nghiên cứu mà mình đã học qua. Vâng. Thì bắt đầu mình biết tới Du. Vâng, đúng ạ. Thế thì cái Du này thì ngoài cái việc là em học về động vật, thì em có phải là một con người yêu những cái loài động vật xung quanh bản thân mình không? Thực ra để mà nói là các loài động vật xung quanh mình như là kiểu chó mèo thì em thực ra là không có chó mèo. Nhưng mà em thì lại rất là thích đi sở thú và rất là thích đi các cái thảo cầm viên để nhìn những cái loài động vật hoang dã nói chung. Thế nên là mỗi lần mà em đi đến những cái nơi nào mà có safari là lúc nào em cũng sẽ đi một tour safari. Ví dụ như là em đi đến Phú Quốc thì em sẽ cái safari của Phú Quốc. Và em đi chụp một đống ảnh xong em bảo là ôi chuẩn bị con tiger này mà làm nước hoa thì xịn lắm. Đấy, thế là đúng đấy. Đây luôn, đằng sau luôn. Tôi có phải tìm cái ảnh này để cho lên đằng sau để cho nó hợp với concept ngày hôm nay. Thế thì cái ngoài cái việc là tất cả vào đúng cái thời điểm như vậy, thì khi mà em tìm về concept của Du ấy, thì có một cái gì đặc biệt hay là có những cái câu chuyện nào mà chỉ những người sưu tầm mới biết về Zoologist không? Nếu mà để mà nói về những cái câu chuyện mà chỉ những người nào sưu tầm của Zoologist mới biết, thì nhà này nổi tiếng với việc reform mùi. Thực ra là reform theo cái kiểu, tức là các bạn hay nghĩ đến những cái reform mùi, các bạn nghĩ đến những cái nhà mà kiểu người ta nổi hơn một chút xíu. Người ta reform chỉ đơn giản là để nhiều người có thể tiếp cận được nước hoa của họ hơn, tạo ra cái tò mò xem là reform mùi nó như thế nào, hay là những cái batch variants giống như là của bên Aventus chẳng hạn. Đó thì để mọi người tò mò hơn xem là như thế nào, thay đổi mùi như thế nào. Thế nhưng mà câu chuyện của Zoologist nó không dừng lại ở đó. Bây giờ nó dừng lại ở những cái gì? Nó dừng lại ở những cái rất buồn cười. Đầu tiên thì đúng phải công nhận rằng là Zoologist cũng có một số mùi phải reform để có thể phù hợp hơn với cả người ngửi và thị hiếu mọi người nói chung. Ví dụ như là chai Dodo, là con chim Dodo là con chim đã tuyệt chủng rồi. Và con đấy thì em hay đùa với mọi người là nó giống cái mùi nước tiểu chim sau mưa ấy, vườn thú ấy, mọi người đi mà kiểu trời mưa xong nắng nó lên, xong rồi là cái mùi nước tiểu chim mà bám chân lông của mấy con chim nó bắt đầu bốc lên á. Nó đúng là cái kiểu mùi như thế. Cái hồi đầu tiên em ngửi đến cái version thứ hai của nó hiện nay, nó cũng không đỡ hơn được là mấy. Cái việc reform này nó không có ý nghĩa nhiều nó lắm. Nó không có nhiều ý nghĩa lắm. Mà ông, cái người sáng lập thì người ta vẫn nói rằng là kiểu tôi muốn là làm cho cái mùi Dodo này nó được tiếp cận nhiều người hơn. Bản chất thực ra tôi vẫn thích Dodo số 1 hơn. Đó. Thế nhưng mà sau khi mà chuyển sang số 2 thì nó lại còn không bán được bằng chai đồng 1. Tức là đây là một cái reform hơi fail một chút. Và sau đó bây giờ chuẩn bị sẽ đến cái
lần thứ 3 reform mùi của Dodo. Đó chính là Dodo phiên bản jackfruit, tức là phiên bản quả mít, mùi quả mít. Quả này ở Việt Nam là hợp lý này. Đấy, thì em mới đang là để xem là không biết là đến bao giờ thì sẽ release cái đấy để em mua, để em thử xem là mùi Dodo quả mít nó như thế nào. Thế thì bây giờ nói về một thương hiệu, trước tiên chúng ta nói về chủ thương hiệu perfumer. Đúng ạ. Là Victor Gong. Thì có những cái gì mà em tìm hiểu được khi mà em sưu tập nhà nước hoa này không? Về ông ý không? Thực ra thì với Victor Gong thì câu chuyện là Victor Gong là chủ một nhãn nước hoa, nhưng bản thân ông ấy không làm bất kỳ một mùi nào cả. Đó, bản thân ông ấy không phải là perfumer và ông ấy cũng không bao giờ nhận mình là perfumer. Ông ấy sẽ lựa chọn việc là ông ấy sẽ tạo ra concept, ông ấy sẽ đưa ra những cái mood board để những cái người perfumer người ta có thể dựa vào để người ta tạo ra những cái mùi dựa theo ý của ông ấy. Thì Victor Wong là một người có, bản thân ông ấy không phải là một perfumer, nhưng ông ấy có một mối quan hệ rất tốt với các perfumer. Đó, thì khi mà bắt đầu có mối quan hệ như vậy thì ông ấy nhờ được rất nhiều người nổi tiếng. Mà em thấy là cái câu chuyện là cái mối quan hệ của ông ấy cũng đã dẫn tới một trong những sự thay đổi, gọi là sự reform mùi đẳng cấp của Zoologist, đó chính là mùi bát. Cái câu chuyện này thì mình cũng có nghe qua là qua một vài cái vấn đề lùm xùm thì perfumer làm cái mùi con rơi đó. Vâng. Bà ấy chuyển lại và làm một cái thương hiệu riêng. Vâng. Và gần như là mùi nó không khác gì. Vâng, chính xác. Tại vì là nước hoa nó cũng không có đăng ký bản quyền. Đúng ạ. Nên là cái việc mà sáng tạo như thế nào nghĩ chắc là kiểu tôn trọng lẫn nhau thôi. Nhưng mà chắc là còn có nhiều những cái vấn đề. Và một cái nữa mà anh nhìn về ông Victor Wong ấy là ôi, ai kết bạn là cũng đồng ý nhá. Và chính xác, và kiểu chat cái là có thể chat lại luôn. Đúng, chính xác. Đấy là một cái mà mình nhìn thấy không phải là ai cũng là chủ một cái thương hiệu nào đấy mà người ta cũng nhiệt tình như vậy. Mà anh cũng có follow Instagram của ông ấy. Vâng. Anh thấy ông ấy chụp ảnh với tất cả các người. Ai đến ông cũng chụp, cũng chụp ông ảnh, cũng đi thương hiệu. Chính xác. Cảm giác như kiểu là nếu mà mình gặp ông ấy ở ngoài, ông ấy cũng sẵn sàng khi rủ uống bia, khi rủ uống bia đúng, chính tìm xác. Tìm con gì đấy của Việt Nam để làm mùi. Vâng. Thì có những cái là anh hơi tò mò một chút, đấy là ông Victor Gong, nhưng mà bây giờ thì thương hiệu Zoologist đã có khá là nhiều sản phẩm ở đây. Hiện tại thì những mùi nào mà Du không còn sản xuất nữa? Trong các mùi ở đây thì tất cả các mùi này hiện nay thì vẫn đang còn sản xuất. Nó chỉ khác nhau về bản. Đó, đúng rồi, về bản mà thực ra cũng không khác nhiều. Còn những người mọi người bảo là ngày xưa nó chỉ, em bảo là chỉ thay đổi mỗi cái vỏ hộp. Ngày xưa nó là hộp đen và bây giờ nó là hộp trắng. Còn mùi bản chất ở trong nó vẫn vậy. Nhưng có một số mùi, ví dụ như em vừa nói, đó là mùi bát này. Đó, sẽ có mùi sẽ có mùi rhino, cũng là cái mùi nó sẽ có sự thay đổi. Hoặc là như là mùi macaque, là cái mùi con khỉ, thì bây giờ thay vì là một bản thì bây giờ nó tách thành hai bản. Đó, ở trong này em có cả hai bản của macaque. Bởi vì hình như đây không nhỉ? Đây, một bản là một khóc. Đây các bạn. Đó. Em cầm cả bản hai này đấy. Là bản Fuji. À đây rồi. Bản này là bản Zuzu. Thế thì có một cái á, đó là anh ngoài những cái phiên bản ở đây thì anh cũng đã nhìn thấy những cái phiên bản limited. À vâng, đúng ạ. Thì cái việc ra mắt những phiên bản limited đấy thì kỷ niệm một cái gì đó đặc biệt, hay là chỉ đơn giản là ông ấy muốn thay đổi một chút về ngoại hình không? Thực ra thì ngày xưa thì có nhá, ngày xưa thì có là có những cái có những cái phiên bản cực kỳ đặc biệt của những cái chai ban đầu. Ví dụ như là chai T-Rex sẽ có một phiên bản là T-Rex đeo kính, tức là cái hình con khủng long, nhưng mà là bình thường là không có, mà bây giờ là sẽ có một cái con đeo kính. Và cái chai đấy ở ngoài vỏ hộp sẽ là màu đỏ. Và chai đấy bây giờ thì ở Việt Nam theo như em biết thì có hai người có thôi. Và chai đấy ngày xưa thì tức là bản chất ngày xưa Zoologist người ta đã ít người biết tới rồi, nên là cái bản đặc biệt đấy cũng sẽ ít người mua. Và bản đấy thì giá retail ở bên nước ngoài đã là hơn 300 đô ngày xưa, thì về Việt Nam nó rơi vào khoảng tầm 7 triệu. Nó cũng khá cao. Vâng, bây giờ thì không mua được giá đấy nữa rồi, bây giờ thì không tìm được mà mua nữa rồi. Còn với lại có một cái thắc mắc là ví dụ như là tất cả những cái mùi, những cái sáng tạo ở đây thì đều là do ông ý trải nghiệm. Ông ấy đưa ra về cái là cái concept của họ là nơi ở và cái những cái thói quen sống của những loài động vật. Thì ví dụ như mấy con nó đã tuyệt chủng rồi, như là con T-Rex chẳng hạn. Vâng.
Ừ thì ví dụ đây là một người đã trải qua những cái mùi hương như thế, thì em lại thấy rằng là với những cái gì mà mình được cập nhật về khủng long ở trên màn ảnh nhỏ, với những cái gì mà ông ấy làm, thì em thấy nó có đúng concept không? Bởi vì là cái concept của zoologist thì nó nói về nơi sống này, nói về môi trường sống và nói về những cái tập tính sinh hoạt. Thì trong đó thì với như là mùi của T-Rex thì nó là cái mùi mà nó rất là đặc trưng. Em hay bảo nó là, ông ấy thì hay bảo là những cái mùi tro ở trong một cái hang động được đốt lên trong một thời gian dài, nó để remind lại những cái hang động hóa thạch mà có hóa thạch khủng long mà người ta có thể tìm được. Thế nhưng mà nói thật là em ngửi như cái mùi gạt tàn ấy. Em ngửi giống cái mùi gạt tàn của mùi cho với mùi gạt tàn, nó nghe nó cũng vâng, hợp lý đấy mà. Thì kiểu cái mùi gạt tàn nó khói khói mà xong nó khét khét nó cứ mà cái gạt tàn mà mình đấy rồi ấy, mình dập nước vào rồi đấy rồi đó. Thế thì thực ra là mình bảo là nếu mà nói về độ chính xác thì mình cũng không trải nghiệm cái thời đấy, mình cũng chẳng biết nó có chính xác thật hay không, nhưng mà để mà mường tượng được, để mà liên tưởng được thì em nghĩ là hoàn toàn có thể liên tưởng được. Như vậy là với những cái mùi mà tiếp cận được thì anh nghĩ là ông ấy cũng sẽ là người, ví dụ ông muốn làm mùi nào, đặc biệt là những cái con đang còn sinh sống, đang còn tồn tại, thì ông ấy sẽ là một cái người mà đi nghiên cứu, có thể là nhà sinh vật học, hoặc là ông cũng sẽ đọc những cái tài liệu về để ông ấy đưa ra một cái nội dung và trình bày nó với perfumer để có thể thống nhất và làm ra một cái mùi hương như thế. Thì anh muốn hỏi một xíu là, ví dụ với những người mới mà muốn tiếp cận với Zoo thì chúng ta có thể tiếp cận với những con gì? Thực ra ở đây em đang mang một trong những chai mà em phải gọi là dễ ngửi cho beginner nhất, và cũng là chai gần đây nhất mà mới được release về đến Việt Nam. Chai con hổ thì em chưa về, còn một tuần nữa thì em mới về chai con hổ. Thì ở đây em đang có đó là chai Harvest Mouse. Ngày trước thì em sẽ luôn luôn gợi ý con này. Em luôn luôn gợi ý chai về Seahorse. Em luôn luôn gợi ý chai Seahorse, con chai cá ngựa. Thì bởi vì chỉ đơn giản là chai cá ngựa là một cái mùi mà nó nịnh mũi, nó là mùi gốc nước và nó sẽ có mùi hoa hoa một chút, các bạn có thể xem. Đó. Đấy, nhưng mà anh thấy những con gì nó gần thân thiện với con người thì đa phần mùi đúng, nó dễ ngửi. Thực ra thì có một con mà cũng khá là gần với con người nhưng mà lại không dễ ngửi. Đó là con ngài. Con ngài. Ok. Thì con ngài thì nếu như mà các bạn mà ở các cái khu vực nào mà nó hay bị mưa nhiều và ban đêm thì nó kiểu gần rừng ấy thì ngài nó bay vào rất là nhiều. Và mình biết con ngài trong ở Việt Nam thì mình nhìn thấy rất là nhiều rồi. Nhưng mà khi mà nghĩ đến moth. đâu nhỉ? Đây. Khi mà nghĩ đến chai moth, khi mà nghĩ đến chai này thì chắc chắn là em không bao giờ recommend cho bất kỳ ai cả. Đấy, các bạn nhìn cái lượng vui lên là chúng ta biết là câu chuyện là cái chai nước hoa đó có được xịt nhiều hay không. Thực ra là chai này thì em mua một chai là 50/60ml. Mà bây giờ là các bạn nhìn nó vẫn còn đúng 50/60ml. Kiểu tức là chỉ để bày thôi. Chai này gần như là chỉ để bày. Em xịt được đúng 2 lần. Là một lần vào đêm giao thừa, là em phải đi ra ngoài đường vào lúc 12 giờ đêm và gió hôm đấy rất là to để nó bay bớt mùi đi. Như vậy là có con chuột. Vâng. Con chuột mới tinh. Con chuột mới tinh. Con này thì anh cũng được ngửi rồi mà anh cũng ngửi chính của Đức luôn. Anh đã thật ấn tượng với con này và anh cũng có lên anh bảo trên những bạn ở trên TikTok ôi con chuột ngon lắm. Nó giống kiểu mùi ngũ cốc xong rồi một tí bia. Đúng kiểu đúng khá là thích thú, có ngửi nó khá là chân thật. Vâng. Nó như kiểu đúng kiểu một con chuột nó xa vào chỉnh cảo hoặc là xa một cái đồng lúa vậy. Vâng. Nó rất là tuyệt vời. Nghĩa là trước đây thì anh có làm thêm một con nữa, đó là con civet. Mọi người bị một cái là nghe đến civet thì thường bị nghĩ là một cái animalic. Đúng không? Vâng. Nhưng mà với nếu mà ai có tìm hiểu qua tập tục của từng con vật thì mới biết là con civet này nó cái chỗ ở của nó rất là sạch sẽ. Vâng, đúng ạ, chính xác. Đấy, và ngoài ra ấy, có một cái rất là hay của Zoo đó chính là những cái biểu tượng, những con vật nó luôn luôn được cách điệu hóa cho nó một cái sự sang trọng. Cái này thì em thấy ấn tượng nhất với hình ảnh của con thú nào ở trong này? Để mà gọi có thể là tìm được cái hình ảnh mà ấn tượng nhất đối với em thì đó là, thực ra nó lại là chai tiger.
À, chai hổ. Chai hổ chính là chai ở đằng sau này đây. Ừ. Thế nhưng mà chai này vẫn chưa về. Còn chai đứng thứ hai của em lại thực ra lại là chai elephant. Con voi hả? À đây rồi, elephant. Đây. Đây. Các bạn có thể nhìn thấy chai elephant. Anh có thể zoom lên cho các bạn xem. Ok. Đẹp. Thì chai elephant này nó là một trong những cái chai mà mình cảm thấy rằng là cái odd của nó rất là, nó rất là giống với cả những gì mà người ta sẽ nghĩ đến khi mà nghĩ đến loài voi. Bởi vì loài voi tức là người nghe đến cái đất nước ngàn voi á. Là bọn người biết đất nước nào không ạ? Biết rồi. Thì cái quần áo của bạn voi này thì nó khá là giống với quần áo truyền thống của đất nước đó. Có thể miêu tả qua một xíu về mùi thì, này. Với voi thì đây là một, người ta bảo là nếu mà ngửi mùi của voi thì không biết là ngửi thấy mùi gì. Không. Thế nhưng mà thực ra cho anh feedback nhá. Anh được ngửi voi ở da rồi. Vâng. Anh thấy giống mùi nước điếu lắm. Thực ra thì nó sẽ nghĩ, anh sẽ nghĩ tới là một cái cánh rừng mà sau khi một đàn voi đi qua thì kiểu cỏ cây bị dẫm xuống, xong rồi dính với cả nước mưa, mục các thứ. Anh ngửi ra một cái mùi xanh kiểu như vậy, xanh vâng. Ướt đẫm nước và vâng. nó cũng có một cái chút mùi đặc trưng của những cái loài động vật. Nếu như mà ngày xưa bé đi vườn thú, vâng. Ở những cái vườn đúng voi đó, nó cũng có những cái mùi rất là đặc biệt. Vâng. Đấy thì, đấy là cái cảm nhận sau khi mà xịt voi ở da và nhớ mãi mà voi bám đoạt rất tốt. À đúng ạ, chính xác, đây là một trong các mùi mà anh chị em công sở mà xịt thì xịt từ 9 giờ sáng đến 9 giờ đêm nó vẫn còn mùi. Cái khả năng mà không tắm rửa thì nó vẫn còn mùi đến tận sáng mai. Vâng, đúng ạ. Thế thì có một cái nhá, đó là con voi có phải là con em yêu thích nhất trong này không? Thực ra là để nói về tính cách của mình thì... Nếu mà voi thì em chỉ xịt voi khi mà em mặc một cái bộ áo quần áo sơ mi để em đi dậy. Bởi vì là cái mùi này là mùi nó khô này, nó rất là mùi khô này, mùi xanh này, nó rất là trưởng thành. Mà nó em ngửi một phát em nghĩ ra là những cái anh trai mặc vest, những cái mặc đồ các thứ đầy đủ. Còn tính của em thì không phải như thế. Đó, hôm nay là thi thoảng, hôm nay do đi quay để nó cẩn thận thì em mới mặc áo sơ mi đấy. Chứ bình thường là trông em cũng buồn buồn cười. Do là bản thân là chai elephant thì lại không phải là chai em yêu thích nhất mà thi thoảng mới xịt thôi. Còn chai mà lúc nào em cũng thích xịt, đây, nó lại là chai này. Đó là chai squid. Chai squid. Một màu rui chắc là đậm nhất trong này. Chắc là đậm nhất đấy. Màu này đậm hơn màu cả mùi của màu của moth. Thế thì người ta hay nói rằng là mùi hương thì sẽ nói lên một phần nào đó về tính cách. Vâng. Thế thì mùi hương này nói gì về tính cách của nó? Thì thực ra là nhìn em thì mọi người hay bảo là trông anh kiểu hướng ngoại ấy, trông rất là hướng ngoại, rất là vui vẻ nói chuyện với mọi người. Thế nhưng mà thực ra thì em thấy là squid nó thể hiện rất là rõ đối với em, đó chính là một cái mùi nó trầm hơn, một cái người mà sẽ hay thu mình lại một chút và sẽ thường có dành thời gian cho bản thân để mà có thể ví dụ như là đọc sách ở một quán cà phê này, hay là có thể tự thưởng thức một cốc cà phê ngon đó. Các bạn cũng có thể nhìn thấy nhá, ở cái hình con squid này là có một cái là nó không thấy miệng đâu cả, nên là có thể là nó đúng kiểu hướng nội ấy. Vâng, đúng đây, đúng ạ. Mùi này mà xịt ra thì chuẩn xác là hướng nội luôn đấy. Đấy, nên là kiểu không thể nào nhìn mặt mà bắt hình dong được. Vâng. Thế thì đây cũng là một cái mùi hương em xịt nhiều nhất. À, vâng, mà mùi là này là mùi em xịt lúc nào em cũng có thể xịt được. Nhưng mà kiểu trong cái thời gian gần đây, khi mà thời tiết Hà Nội bắt đầu nóng lên, vâng, thì em đang sử dụng mùi hương nào nhiều nhất trong những chai em có ở đây? Thì nếu như mà em ngồi điều hòa thì hoàn toàn em vẫn có thể xịt được squid. Còn nếu như em không ngồi điều hòa mà em đi ra đường 39-40 độ thì chắc chắn là cặp đôi McCart, cặp đôi con khỉ sẽ là lựa chọn của em. Công nhận con này ngon thật, hôm trước tôi cũng được xịt được. Anh em có thể thử trải nghiệm. Thế thì trong lúc ấy mải mê nói với những người mới là chúng ta nên xịt gì và Đức thích xịt gì, thế thì con mùi hương nào là chai đầu tiên em có trong tủ? Mùi hương đầu tiên em có trong tủ thì em lại bán mất chai đấy mất rồi. Mà em lại để mua một chai nhỏ hơn. Ban đầu chai đầu tiên của em là chai Civet. Mà sau đó em bán cái chai đấy đi và em mua một cái travel size 10ml này. Bởi vì ngày xưa em nghĩ rằng là em sẽ không thể xịt hết được. Bởi vì hồi đầu mới chơi mà thì mình nghĩ là kiểu ôi một chai này xịt đến bao giờ mới hết, mà xịt được có 2 phát thôi là đã ấy rồi, thì không biết xịt bao giờ mới hết thì thôi mua cái chai nhỏ thôi. Và đây. Có ý định mua lại chai
to nếu như xài hết cái vial đấy không? À, kể cả không xài hết thì em vẫn mua chai to. Bây giờ các bạn mà nhìn thấy chai Civet ở trên thị trường thì các bạn cứ nhắn mình nhá. Đấy, nhắn như Đức nhá, chém tắt ga là. Thế thì theo em, anh em mình chơi với nhau cũng một thời gian rồi. Vâng. Thì anh có thể đại diện cho mùi hương nào của Du, hay là một con vật nào nó sẽ phù hợp với tính cách của anh? Thực ra em có một mùi mà em rất là nghĩ là sẽ cực kỳ hợp với cả anh Kiên, nhưng em lại không có ở đây. Cái này là hơi phí một chút, nhưng mà em đã ngửi mùi này rất nhiều rồi mà dù em vẫn chưa quyết định mua. Đó là mùi panda. À, nhưng mà không phải là panda của bây giờ, mà đó là panda của ngày xưa, panda của 2016. Thì ngày xưa em rất may mắn em đã từng được ngửi một lần panda 2016 rồi ở ra. Nhưng mà sau đó thì ngày xưa thì đấy là chai của khách thôi, chứ không phải là chai của ở đấy. Khách đến người ta cái lý do vì sao lại là panda? Tại vì anh cũng ngửi panda rồi, nhưng mà anh đang tò mò là mọi người sẽ nghĩ gì về mình là nếu như để Đức chọn thì tại sao lại là panda? Bởi vì em thấy là panda ấy, cái với em nhá, thì panda, cái mùi panda thì không phải là cái mùi chen chúc. Thì ok, là mùi Việt Nam rồi thì ok, không nói làm gì. Thì đấy không phải lý do em chọn cho anh Kiên, mà em chọn cho anh Kiên mùi panda bởi vì em cảm thấy rằng panda là một trong các loài động vật này nhá, nó sẽ là một trong những cái loài động vật mà vẫn rất là chủ động, vẫn rất là active, nhưng mà cũng rất có thể, vẫn rất là lười, vẫn rất có thể hưởng thụ cuộc sống một cách thoải mái. Các bạn mà nhìn con panda ở trong sở thú, các bạn sẽ thấy là lúc mà nó làm việc, cái thứ nó làm, cái thứ gì mà nó ăn uống, nó rất là chỉn chu, nó làm rất là nhanh, là gọn. Nhưng mà lúc mà nó kiểu chiêu chiêu thoải mái, nó lại nằm ra rất là hay. Đó, lúc đầu thì em định nghĩ đến con sloth là con lười của em cơ, nhưng mà con lười này thì lại lười quá. Đấy thì có vẻ như là kiểu trong mắt Đức, anh là một con người khá lười. Không phải, bởi vì là chia sẻ với các bạn thì thực ra thì mình quen anh Kiên thì nó cũng có những cái ấn tượng ban đầu về anh Kiên thì lại không phải là như các bạn hay nhìn thấy ở trên YouTube, mà là ấn tượng ban đầu về anh Kiên là một người rất là calm trong tất cả các tình huống. Anh Kiên luôn luôn đưa cho mình được các cái lời khuyên mà mình thực sự là đến bây giờ càng nghĩ mình lại càng thấy ngấm trong cái quá trình mà mình cần phải đối diện với nhiều khó khăn trong cuộc sống. Thì thế nên là với mình thì anh Kiên lại là một người mà có thể gọi là chill trong mọi trường hợp. Nghĩa là anh mang tới sự chill cho mọi người. Con panda là con hợp lý. Vâng, đúng ạ. Ở dạo này xem TikTok nhiều thì cứ thấy hiện con cấu trúc suốt treo lên cây trong một tít trên cao gặm mía, rất là chill. Ở mình cấu trúc ạ, gặm trúc mía đâu ạ. Thế là mình nghĩ là con đấy nó cũng hợp lý đấy. Vâng. Tại vì là hôm trước thì cũng chia sẻ với Đức, đó là nếu mà cái công việc của mình nó mà thuận lợi thì cũng muốn đi xăm hình con khỉ. Nhưng mà kiểu làm con khỉ mặc vest để có thể xăm đúng như kiểu Zoologist, để một phần nào đó vừa thể hiện được cái tính cách và cũng thể hiện là mình cũng là một người cũng, tại vì anh cũng khá ấn tượng những cái con như kiểu là Civet. Vâng. Must Deer, Must Deer cũng là con anh rất thích. À, vâng, đúng ạ. Đấy, đấy là con. Lần trước thì được cho thử thêm vài con nữa mà khả năng là tôi cũng thích. Có thể là do mũi tôi dạo này nó cũng đi lên hay sao ấy. Hoặc là nó đang đi xuống, từ từ người đang mới, người đang thích ngửi những mùi thơm. Nhưng mà có một cái anh hay nói với các bạn là càng ngày ngửi càng thích những cái mùi thối. Những cái mùi dị dị. Mùi thối thì không đúng lắm. Bây giờ có một cái câu hỏi. Đó là khi mà chúng ta sưu tập những cái nhà nít và indie có cái xu hướng nó hơi tách biệt một tí. Vâng. Thế thì nó có thay đổi cái thói quen dùng nước hoa của mình không? Thực ra là với câu này thì việc thay đổi thói quen dùng nước hoa thì em nghĩ là ai không cần đến nhà niche đâu. Mà chỉ cần là những cái nhà mà người ta bắt đầu kiểu, kể cả những cái nhà như kiểu Le Labo hay là FM, thì khi mà ngửi những cái mùi nó complex hơn, nó phức tạp hơn một chút rồi, thì cái thói quen sử dụng nước hoa của mọi người cũng sẽ dần dần thay đổi. Không còn là một chai nước hoa dùng toàn bộ tất cả mọi tình huống nữa, mà sẽ giống là kiểu ngày hôm nay mình gặp ai, gặp người này thì mình sẽ xịt mùi gì cho phù hợp. Người này có hay ngửi nước hoa hay không? Nếu mà không ngửi nước hoa thì mình phải xịt mùi gì? Nếu mà có ngửi nước hoa mà lại có một cái mũi nó khá là tinh tế giống kiểu anh Kiên thì mình sẽ phải xịt mùi gì để gây ấn tượng. Và hoặc là có thể về cảm xúc của bản thân mình. Ví dụ như mình thì hôm nào mà mình vui thì chắc chắn là mình sẽ xịt những mùi nó rất là vui. Ví dụ như là mùi Seahorse hay là mùi McCork là đảm bảo 100% là sẽ vui.
Còn những cái mùi nó trầm buồn hơn một chút thì mình sẽ lại lựa chọn trong những cái trường hợp mình cảm thấy là ngày hôm đấy mình muốn yên tĩnh một mình thôi. Đó thì mình sẽ xịt những mùi mà hay bảo là giải tán đám đông ấy ạ. Để mà mình thì mình ngửi thôi. Đó, thế chứ không thì phải để khác. Anh cũng nhìn thấy một điều mà chúng ta đang chung với nhau khá nhiều, đặc biệt là kể cả anh em chơi nước hoa đó, chúng ta gần như là chúng ta ngoài cái việc mà chúng ta tinh tế hơn trong cái việc lựa chọn thì chúng ta cũng thấy rằng là khi mà chúng ta lựa chọn những cái mùi hương để phù hợp với trước tiên là cảm xúc của mình, là nó tôn trọng cá nhân mình và đúng tôn trọng cả những người xung quanh. Đúng ạ. Thay vì cái việc là chúng ta chạy theo số đông, hoặc là có thể là sau cái video này thì mọi người đổ xô đi mua con khỉ chẳng hạn, hay là kiểu ở con panda tại vì thấy ông Kiên cũng hợp con đấy. Thì cái việc mà dần dần chúng ta tìm được những cái gu mùi hương mà chúng ta sưu tầm, và thậm chí là có nhiều mùi mà đúng thật là như Đức nói chỉ mùi nhà xịt đấy. Vâng, đúng. Đấy, kiểu để thỏa mãn cái tôi cá nhân của mình. Vâng. Thì dần dần là anh cũng muốn mọi người có một cái góc nhìn hơn qua những cái số podcast để có thể chia sẻ với mọi người như này, là các bạn đừng để ý quá nhiều đến những người xung quanh. Tại vì cái việc là làm vừa lòng mọi người nó rất là khó. Đấy, thay vì thế thì chúng ta đáp ứng chính bản thân chúng ta vui vẻ thì chúng ta có thể tiết được cái năng lượng nó vui vẻ. Vâng. Ví dụ như hôm nào mà hẹn Đức đi cà phê mà ngửi thấy những cái mùi nó đang hơi buồn buồn tí là đang có vấn đề. Đấy, nếu như bạn là người tinh tế và cái người mà bạn gặp cũng là người tinh tế thì đôi khi nó đồng điệu một phát là chúng ta có thể hiểu được cái tần số của nhau ngay. Đúng không? Vâng. Và có một câu hỏi chốt lại như thế này. Đó là dù có thực sự khó xài hay không? Và đáng tiền hay không? Đầu tiên em trả lời câu đằng sau trước nhá. Du có đáng tiền hay không? Thì em nói là có. Zoologist là một trong những cái nhà mà em đầu tư nước hoa và em biết rằng những mùi này sẽ đáng từng giọt một. Thật sự luôn, em sẽ nghĩ là nó đáng từng giọt một. Trừ con bò nhá. trừ một chai vì chai này thực sự là mình không thích chai đấy thật. Ok. Nhưng mà chắc chắn mình vẫn sẽ mua thôi. Thì cái tiêu chí đánh giá một cái mùi hương nó xứng đáng với Đức là gì? Ngoài mùi, có thể là concept không? Concept là một phần quá chắc quan trọng, đúng không? Khoảng tầm đến 40%. Nhưng mà cái quan trọng hơn đối với em đó chính là việc là cái complexity, cái sự phức tạp của một mùi hương. Bởi vì là em hay bảo là những cái người mà đã ngửi quen những cái mùi mà không phải là theo kiểu quá hóa học, như là các mùi nói chung á, cái mùi nó không bị mùi hóa học rồi, thì người ta cảm thấy là cái sự chuyển hương này, cái mùi hương khi mà càng ngửi sâu các bạn lại càng cảm thấy nó có sự thay đổi. Và có khi là cái chai này ví dụ để một năm sau chẳng hạn, mùi nó đã hơi có một điểm khác biệt một chút xíu rồi, vì liên quan đến maturing, đến aging của nước hoa. Thì đấy, thì với em thì việc là mùi càng để càng ngon của Du làm cho nó càng ngày càng đáng tiền. Một cái nữa em muốn hỏi, cái này thì thực sự là chúng ta sẽ nghe đến rất là nhiều, đó là cái mô hình kinh doanh nó có ảnh hưởng của một thương hiệu. Đây là một cái mà yếu tố mà chắc là người chơi người ta sẽ đưa ra đánh giá rất là nhiều. Có. Đó là khi một cái thương hiệu người ta làm thị trường ngách, người ta thỏa mãn số một phần nhỏ. Vâng. Và rồi người ta thay đổi như kiểu Amoa chẳng hạn. Vâng. Những sản phẩm mới và người ta nhận được những cái phản hồi rất trái chiều từ những người tự nhận rằng là mình là những người rất là đam mê, rất là sưu tập. Nhưng mà khi mà mô hình kinh doanh phân phối nó khác đi. Vâng. Thì cái câu chuyện đấy nó có ảnh hưởng đến em không? Em có đánh giá là cái đấy nó có được xứng đáng đứng ở trong một cái là để đánh giá mùi hương đáng tiền không? Với em thì nếu như mà mình nghĩ đến cái vấn đề liên quan đến sự phân phối này, về liên quan đến tính kinh doanh của một mùi hương, mà để đánh giá giá trị của mùi hương đó thì nó giống như là kiểu mình đánh giá một cái người dựa vào những đồ người ta mặc trên người 100%. Nếu mà bảo là không thì cũng không đúng, vẫn có một cái tầm nào đó. Ví dụ một chai này mà giá là 7 triệu thì câu chuyện nó lại khác. Nhưng mà ví dụ nếu như mà một chai này nó ở tầm giá như bây giờ thì em nghĩ là ok. Đó, thì nhưng mà đấy cũng chỉ là một phần nhỏ thôi, không phải là một phần quá lớn. Bởi vì khi mà đã chấp nhận để mình sưu tầm một cái gì đấy rồi, nước hoa là còn rẻ. Nghĩ đến những cái người ta mô hình kinh doanh, người ta bán về những cái như kiểu cây cảnh bonsai thì câu chuyện nó lại hoàn toàn khác rồi. Nhưng mà mọi người ta vẫn mua. Đúng. Đó thì em nghĩ rằng là bảo là không có ảnh hưởng thì không đúng, nhưng mà cái ảnh hưởng của nó sẽ tỷ lệ nghịch với cả độ đam mê và thu nhập.
có một cái mà anh cũng có vừa được nghe, đó là nước hoa là còn rẻ rồi. Hiện tại ấy, thì ở Việt Nam nước hoa nó vẫn coi là một cái mặt hàng nó hơi xa xỉ. Nhưng mà để đúng là nếu như để chúng ta tiếp cận với các thương hiệu lớn hoặc là những thương hiệu thời trang, vâng, Dior những thứ, thì nước hoa của Dior nó rất rẻ hơn so với những sản phẩm khác. À vâng. Để chúng ta tiếp cận vào một cái tầng lớp nó nhiều tiền hơn, nó sang trọng vâng, hơn. Vâng, đúng. Thì nước hoa cũng là một cái thứ như vậy. Nhưng mà đúng thật là khi mà chúng ta tiếp cận những sản phẩm nó cao cấp hơn thì chúng ta cũng cần phải có trải nghiệm nhiều hơn. Đúng ạ, và em đồng ý. Thế thì bây giờ vẫn cái vế đầu tiên, đó là dù có khó xài không? Với em thì với những người nào mà mới chơi nước hoa thì em nghĩ là có. Bởi vì thực sự là em đã nhìn thấy rất nhiều bạn blind buy một chai nước hoa của Du bởi vì nghe nó có vẻ ngon, sau đó về thì pass luôn. Thực ra thì em vui với điều đấy bởi vì em là người mua lại những chai pass. Okay. Nhưng mà để mà nói về beginner, khi mà người ta bị mua blind buy một chai nước hoa và nó không đúng như người ta muốn thì chắc chắn là sẽ hụt hẫng, ai cũng thế thôi, ban đầu cũng nào cũng như vậy. Nhưng mà với những người mà đã chơi một khoảng thời gian, giống như là những người đã bắt đầu sưu tầm nước hoa hoặc là đã có nhiều trải nghiệm về nước hoa hơn, thì em nghĩ rằng không khó sai. Thật sự không khó sai. Có thể chia sẻ một xíu về những cái mùi nào xứng đáng mặc hàng ngày, dễ dùng và thiện cảm. Thiện cảm thì bây giờ cái mùi gọi là dùng được hàng ngày đi, ba cái tên mùi dùng được hàng ngày. Với em nhá, một mùi dùng được hàng ngày thì chắc chắn là có Seahorse. Chắc chắn là có Seahorse. Đây là mùi cả mùa đông và mùa hè đều có thể xịt được. Ok. Nó khá là neutral thôi, nó là ở mùi nước kèm với cả mùi floral hơi tanh tanh một chút xíu thôi. Đó thì vẫn là phù hợp cả nam cả nữ đều có thể xịt được. Ok. Thứ hai thì chắc chắn là có một mùi này mà em hay bảo là nếu mà nó có một cái mức giá mà rẻ hơn thì chắc là thành mùi quốc dân. Đó là mùi Snowy Owl. Thì mùi này nó là mùi xạ khá là sạch sẽ. Đó, mùi xạ khá là sạch sẽ, một chút xíu floral thôi, một chút xíu thôi, nhưng mà nó vẫn là một mùi xạ sạch sẽ. Đúng. Và cái mùi này mà nếu mà các chị em mà thích những cái mùi như là Lazy Sunday Morning này, hay là Narciso. Đó thì vẫn hoàn toàn có thể thích được chai này. Và chai này thì nó vừa đủ mát mẻ và vừa đủ tinh tế để có thể xịt hàng ngày. Lần đầu tiên anh xịt cú cũng là một lần anh vào Century ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Anh xịt ra đúng kiểu một cái hình cảm giác đúng kiểu một con cú trắng muốt đứng trước mặt. Nó lạnh. Lạnh. Xạ. Mà cảm giác nó rất là sạch sẽ, kiểu cái lông của nó trắng mượt và nó không đúng hề có một cái gợn màu gì khác đúng ngoài cái màu chính trắng. Chính xác. Thì đây là một cái con mà nói thật là các bạn nữ nên thử. Đúng ạ, đúng, em cũng recommend các bạn. Thế thì lựa chọn số cuối cùng. Lựa chọn cuối cùng thì em sẽ là chai đâu rồi? Chai này chắc chắn là anh thích rồi. Chai Chipmunk. Yeah. Chipmunk là một chai mà mình bảo là mùa thu đông, mà nếu như một người không muốn gây ấn tượng quá nhiều bằng các mùi nồng và ngọt thì có thể thử đến chai Chipmunk. Là một mùi nutty vừa phải, nó tạo ra sự thoải mái, sự dịu dàng, và chính bản thân người mặc sẽ cảm thấy mình đang gọi là đang nuông chiều bản thân một chút. Anh thấy xịt vào kiểu anh thấy anh đáng yêu một cách kiểu cộng 100 điểm. Nhớ mãi buổi họp nhỉ. Đúng rồi. Có anh Trung, anh ấy xịt xong mà anh cứ khen lấy khen để. Kiểu đây là một trong những cái mùi hương mà kiểu ít người chê nhất đấy. Đúng ạ, đúng ạ. Mùi Chipmunk là mùi mà em chưa gặp ai chê mùi Chipmunk cả. Với lại tuổi thơ ấy, xem hoạt hình ấy. Nó đây cũng là một cái bộ phim hoạt hình mà cảm giác nó kiểu Chip và Dale à? À vâng, đúng ạ. Ui, cảm giác nó cũng rất là gần gũi và thiện cảm, nên là có thể là không biết là Victor Wong có lấy cảm hứng từ cái bộ phim hoạt hình đấy không, nhưng mà thực sự thì đây là một cái mùi hương rất là ok, rất là duyệt để các anh em hoặc các chị em cũng có thể xài được vào mùa thu đông. Vâng. Ok, thế bây giờ chấm điểm. Bây giờ là mùi nào khó ngửi nhất đối với Đức? Mùi khó ngửi nhất thì em lại không có ở đây rồi. Thì bạn ấy đi có hai mùi điểm. Có hai mùi khó nhất. Thứ nhất đó sẽ là mùi của T-Rex. Và thứ hai đó là mùi
Hyrax. Hyrax là con, em quên mất tên con đấy tiếng Việt là gì rồi. Thì mùi Hyrax nó là một trong mùi có đến 3 nốt xạ, tức là toàn bộ nó chỉ là xạ thôi. Nhưng mà khác với xạ khác của Du thì xạ này hơi, nó cảm giác nó hơi bật bật một chút. Nên là những người nào mà chắc là mới ngửi thì chắc là gần như là ngửi qua một cái là sốc. Ông, tôi nghĩ là kể cả những người nào chơi lâu mà chưa biết đến Du thì cũng nên thử trước khi mua. Tại vì có những cái mùi hương của Du nó khá là ám ảnh. Vâng. Nó ám ảnh thực sự đấy. Như kiểu con T-Rex tôi được ngửi lần đầu tiên hồi nó mới ra, phát mà tôi kiểu cả cuộc đời tôi nghĩ là tôi không bao giờ nghĩ tới nước hoa đấy. Ừ đấy. Và kiểu những cái con đấy nó cho về cái thời kỳ mà đúng kiểu tuyệt chủng nên nó hợp lý hơn. Vâng. Ok. Và hôm nay thì xin phép chắc là để đến đây thôi. Vâng. Để chúng ta có thể tạm dừng và biết đâu thì mình sẽ mượn một vài mùi để có thể làm trong cái list nam ở phân khúc cao hoặc là list nữ ở phân khúc cao với những cái sản phẩm của Du. Và nếu như là không biết là Đức có vui vẻ không nếu mà chẳng may có ai inbox hỏi Du một tí. Em thì sẽ thoải mái. Em thì sẽ thoải mái hơn với mọi người khi mà mọi người có thể hỏi về Du, ví dụ như là, nhưng mà hỏi cụ thể một chút xíu là được. Đừng cứ ở chung chung nữa. Thương hiểu là anh ơi nam xịt mùi gì? Thế là kiểu anh ơi Du con nào sexy quyến rũ không, là nghe là muốn tụt quần đúng không ạ? Là kiểu đấy là chịu đúng không? Vâng. Và cũng rất là cảm ơn Đức vì hôm nay đến đây chia sẻ về những cái mùi hương của Du. Vâng. À có một cái câu hỏi cuối cùng. Đó là trong cái quá trình mà em sưu tập những cái mùi hương này em gặp những khó khăn gì không? Thực ra thì nếu khó khăn nhất thì chắc là khó khăn tài chính thôi. Ok. Khó khăn tài chính như anh cũng nên là tôi chưa có con nào ở Du cả. Nhưng mà thực ra thì câu chuyện là ở Du ấy thì ở Việt Nam thì có một nhà phân phối là Zha Perfumery, là nhà phân phối độc quyền của Du. Thế nên là nếu mà các bạn thích mua thì các bạn có thể mua thẳng luôn. Rất đơn giản và nhẹ nhàng. Thì nhưng mà ở Hà Nội, còn ở trong Sài Gòn thì em chưa, ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì em chưa biết. Thế nhưng mà với em thì em lại không thích như thế. Sưu tầm của em nó sẽ giống như là mình nhặt nhạnh, nó giống như kiểu mình đi săn một con thú nào đó á. Thì cái khó nhất ở trong Du đó chính là mình có thể săn được một chai mà giá vừa ok, mà lại có thể gọi là vẫn còn chất lượng, vẫn còn rất là tốt, vẫn còn nhiều. Cũng không cần phải là chai full. Không cần là chai full, có thể là một chai cốc. Đấy là một cái sở thích khá là lạ của những ông sưu tầm nước hoa. Như tôi là tôi thỉnh thoảng các ông thấy tôi, ông nào mà có trong những cái hội nhóm về nước hoa, các ông thấy là tôi thỉnh thoảng tôi đi mò gốc. Đúng ạ. Đấy, thì cái việc mò gốc thứ nhất là nó phù hợp với tài chính. Vâng, đúng ạ. Nhưng mà nếu như những bạn nào mà không lăn tăn về vấn đề tài chính quá nhiều và các bạn thực sự ưng một mùi hương nào đấy thì vẫn khuyến khích các bạn là nên ra phệt thật. Đúng ạ. Đấy, và cái vấn đề nữa đó là nếu như các bạn chưa biết được mùi hương đấy như thế nào mà các bạn cứ đi mò gốc là các bạn dễ toang lắm. Là vất vả đấy. Thế thì rất là cảm ơn, một lần nữa lại cảm ơn Đức đã tới đây ngày hôm nay để chia sẻ về Zulugit, những khó khăn, những câu chuyện xung quanh và những cái mùi hương nào có thể các bạn có thể trải nghiệm được. Hy vọng đây là một số podcast về Du khá là hay và đây vẫn là một cái chuỗi nội dung mình muốn phát triển dài lâu với những khách mời đặc biệt về việc là sưu tầm trực tiếp trải nghiệm những cái mùi hương đó. Và đấy, như cái lũi mình đã hỏi rồi, nếu các bạn nào có những câu hỏi về Du chi tiết và cụ thể thì có thể inbox qua Đức, mình sẽ để cái đường link Facebook hoặc là muốn học tiếng Anh chẳng hạn nhá. mới thi điểm chắc như nào nhỉ? Mình thi được 8.5 IELTS và 9.0 speaking. Nói phần nói đấy, đấy mọi người biết rồi đấy. Đấy, mọi người biết liên hệ ai rồi đấy. Và thôi, có lẽ là không dài dòng nữa. Chúng tôi xin phép là xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Chào mọi người.